Chiều ngày 11 tháng 10, đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Bình và Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gặp và trao đổi với phụ huynh em học sinh lớp 1 của trường này sau sự việc em học sinh bị giáo viên chủ nhiệm đánh dẫn đến gãy xương ngón tay. Trước đó, biên bản làm việc giữa các bên liên quan ngày 10 tháng 10 cho thấy, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 11, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Nữ giáo viên này và ban giám hiệu trường cũng đã nhiều lần đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi gia đình học sinh. Đồng thời nhà trường đã chuyển lớp cho em theo nguyện vọng của gia đình và hiện em đã đi học bình thường. Đại diện trường cho biết, sau sự việc đã rút kinh nghiệm cho toàn thể hội đồng sư phạm, yêu cầu giáo viên làm tường trình. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 10, đi học về, em học sinh nói với phụ huynh bị đau nhiều ở bàn tay phải do bị giáo viên chủ nhiệm dùng cây gõ nhạc cụ đánh vào mu bàn tay phải trong sáng cùng ngày. Kết quả chụp X quang cho thấy, em bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón thứ tư bàn tay phải do chấn thương,